Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh Honda Queen X 2021 ra mắt phiên bản đặc biệt với số lượng giới hạn, giá rẻ nhất trong các phiên bản. Các chiếc Honda Queen X 2021 vừa được Honda Việt Nam bổ sung thêm một phiên bản đặc biệt Limited Edition với số lượng giới hạn nhằm tạo ra một cái luồng gió mới và niềm cảm hứng dành cho những khách hàng yêu thích cái dòng xe Honda này. Cái sự ra đời của chiếc Queen X 2021 phiên bản giới hạn. Queen X bản giới hạn được lấy cảm hứng từ cái phong cách xe đua xoay quanh ba yếu tố thể thao, tốc độ, tương lai. Hai trăm màu đỏ và đen đặc trưng của nhà Honda trong cái đua xe thể thao được lựa chọn làm cái gam màu chính cho phiên bản giới hạn lần này, đem lại hình ảnh đồng nhất về một cái dòng xe đua mạnh mẽ, sẵn sàng tăng tốc để chinh phục được mọi thử thách. Cái gam màu đỏ được trải tập trung ở nửa sau của chiếc xe, kết hợp cùng với cái tem xe thể thao thiết kế mới trong một cái hình ảnh một cái đường kẻ ngang cắt xiên từ phần đuôi đến phần kiếm xe, thì được yếu tố tốc độ một cách mạnh mẽ và nguồn năng lượng chỉ trực giờ bùng nổ cho người lái trên một cuộc hành trình. Cái phần yếm trước cũng rất là bật với hậu tôn X cỡ lớn, được cái cách dòng với những cái tên gọi là Winner, vừa tăng thêm cái sự thể thao trong phần thiết kế, vừa khẳng định được cái sự tự hào thuộc về một cái cộng đồng với cái cơ hội phát triển đầy đủ các nhân tố để trở thành một trong những cái thủ lĩnh mang trên mình một cái niềm đam mê với những cái cung đường, được gắn kết với những cái chiến hữu trong các cuộc hành trình khám phá của tuổi trẻ. Cái phiên bản mới chất X được bao trùm cho từng chi tiết thiết kế, được hy vọng tạo nên cái sức hút mạnh mẽ cho người sở hữu. Cùng với những yếu tố tương lai, hiện hữu cái chữ Winner cách điệu theo đúng phong cách hiện đại mới mẻ ở trên phần đuôi sau của con xe, kết hợp với dòng chữ Limited Edition, một cái lời tiên ngôn tự hào về cái sự sở hữu phiên bản mới rất thú vị và giá trị. Sức mạnh của chiếc Queen X 2021 phiên bản giới hạn. Về mặt trái tim của cái phiên bản màu mới tiếp tục thuộc về cái con động cơ mạnh mẽ, hiện được dùng chương trình 2.0 sang tử SFP 150cc 4 kỳ xanh đơn, kết hợp cùng cái hộp số con tài 6 cấp cam đôi DOC bổ vành làm mát bằng dung dịch, sinh ra một cái công suất là 11.5 kW tại ngưỡng vòng tua máy là 9.000 vòng trên phút, moment xoắn cực đại là 13.5 Nm tại ngưỡng vòng tua máy là 6.500 phút. Cái chiếc Queen X không chỉ đem đến cái sự tăng tốc mạnh mẽ và tốc độ cao, mà không những đem đến cái sự tăng tốc mạnh mẽ ở tốc độ thấp, mà còn giúp người lái có thể tận hưởng cái cảm giác tăng tốc mượt mà ở dạng tốc độ cao. Giá của chiếc Queen X 2021 phiên bản giới hạn và các phiên bản khác. Phiên bản màu giới hạn của chiếc Queen X 2021 sẽ chính thức được bán ra thị trường bắt đầu từ ngày 7 tháng 4 năm 2021 thông qua các cửa hàng bán xe dịch vụ do Honda có nhiệm huyết ở trên toàn quốc, với thời gian bảo hành 3 năm hoặc là 30.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước và mức giá bán lẻ đề xuất như sau. Honda Queen X phiên bản đường đua có trang bị phanh ABS màu sắc đỏ, xanh, trắng, đen, với mức giá bán lẻ đề xuất là 50 triệu đồng. Honda Queen X phiên bản đèn mờ có phanh ABS, cái màu là đen vàng đồng, mức giá bán lẻ là 49 triệu 500 ngàn đồng. Honda Queen X phiên bản camo có phanh ABS gồm hai màu, xanh bạc đen và đỏ bạc đen, thì có mức giá bán lẻ đề xuất là 49 triệu đồng. Honda Queen X phiên bản thể thao, phiên bản có phanh ABS gồm những màu như bạc, đen, đỏ, mức giá bán lẻ đề xuất là 49 triệu đồng. Còn Queen X phiên bản phanh thường gồm những màu như đen, đen xanh, xanh đen, đỏ đen, thì có mức giá bán lẻ đề xuất là 46 triệu đồng. Và cuối cùng là phiên bản hạng đặc biệt nhưng là phanh thường, gồm những màu sắc như đen, đỏ, xám, mức giá bán đề xuất là 46 triệu đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ like, subscribe.